Thời điểm giọng nói của tôi truyền đến tai của bạn, Thái Lan đã lọt vào tứ kết. Ai cũng hiểu người Thái hả hê như thế nào sau khi chứng kiến màn trình diễn không được như mong đợi của các cầu thủ Việt Nam. Họ càng có lý do để cao giọng vì người Thái trong giải đấu lần này trình diễn lối chơi bạc bật đẹp mắt. Dẫu cho lối chơi đó có làm vô chiến nhanh chóng kiệt sức trong nửa thời gian còn lại của trận, nhưng chiến thắng vẫn là chiến thắng. Với 4 điểm có được, người Thái lách qua khe cửa bằng trận đấu quả cảm trước quốc gia đang gặp rất nhiều biến động về chính trị đến từ Trung Đông, Cộng hòa Iraq. Bước sang đất Thái với tư cách là đương kim Á quân, nhưng mà Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại chưa ghi được bàn thắng nào và Tiến Dũng cũng chưa để bóng chạm lưới. Nhưng hai đối thủ cực kỳ khó chịu đến từ Tây Á đã đẩy chúng ta đi đến kịch bản tệ nhất, là bắt buộc phải thắng trong trận đấu cuối cùng trước đại diện đến từ Đông Bắc Á, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Thậm chí là họ có thể bắt tay dìu nhau vào tứ kết bằng một trận đấu hòa hoãn như cách mà các đội bóng Tây Á thường hay làm. Vực thẳm đã gần kề, nhưng đây không phải là lúc ngoái đầu nhìn xuống. Bạn sẽ không hề biết mình mạnh mẽ như thế nào cho tới khi dám đối mặt với nỗi sợ lớn nhất. Sợ phải là người thua cuộc, sợ thua người Thái, ra về và đối diện với từng ánh mắt ứa lệ của hàng triệu người hâm mộ. Thế nên, hãy dẹp những điều kiện đi tiếp sang một bên. Trận đấu này, chúng ta sẽ phải thắng. Khi đã đi đến giới hạn, khi mà các cầu thủ bắt đầu nghiên cứu quá kỹ lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, 3-5-2 không thể phát huy được tác dụng. Khả năng trong trận tới, 3-4-3 sẽ được thầy Park tái hiện lại trận đất Thái. Người gác đền đáng tin cậy nhất lúc này không ai khác ngoài Bùi Tiến Dũng. Đình Trọng sẽ được ra sân lãnh đạo hàng thủ, Thành Trung đá trung vệ lệch trái. Triều Tiên, một đất nước lấy quân sự làm tôn chỉ, thế nên các chiến binh của họ cũng sẽ thi đấu quyết liệt, dứt khoát như những người quân nhân. Thì sự non nớt của Bùi Hoàng Việt Anh không thể phù hợp trong trận đấu như thế. Khả năng tranh chấp ấn tượng của Tấn Sinh sẽ được thầy Park tin dùng trong trận đấu này. Trong thế trận tấn công, chúng ta cũng cần những mẫu trung vệ gieo bóng tốt. Tấn Sinh là mẫu cầu thủ như vậy, nhưng có lẽ là Sinh cần tiết chế lại cảm xúc để không có nhiều tình huống phạm lỗi như trận trước. Và như thế, tam trụ của U23 Việt Nam trong trận tới gần như là các cầu thủ mạnh nhất mà giới chuyên gia đã nhận định trước giải. Tới đầu cánh của U23 Việt Nam, chúng ta không thể tấn công mà cứ đau đấu nỗi lo về hàng phòng ngự. Nhưng ngoài Thanh Thịnh lúc này, gần như không có ai tham gia hỗ trợ tấn công tốt cả. Những quả tạt sắc như dao cạo của cầu thủ này rất cần thiết trong trận đấu chúng ta dồn toàn lực để kiếm về hơn một bàn thắng. Ở trận trước, Tấn Tài thủ ổn nhưng tấn công không đem lại nhiều hiệu quả. Thế lực của Tài cũng nhấp nháy ở mức báo động chỉ sau ít phút hiệp 2 được bắt đầu. Theo suy đoán của cá nhân tôi, thì Trọng Hùng sẽ được thay ở vị trí đó. Trong một ngày Việt Nam cần tấn công tổng lực, trước giải thì Hùng cũng được trong Park cho chơi vị trí này trong một vài trận đấu tập. Không ai biết hiệu quả ra sao, nhưng đây chắc chắn không phải là một cầu thủ chuyên về phòng thủ. Chúng ta cần tốc độ, chúng ta cần những pha kéo bóng thật nhanh lên phía trời như cách Văn Thanh, Trọng Hòa vẫn thường hay làm. Có như thế thì mặt trận tấn công mới đủ người để uy hiếp khung thành của đối thủ. Đức Chiến với thể hình lực lưỡng cùng khả năng tranh chấp ấm bóng tốt đang giúp cho tuyến giữa đỡ đi mối lo lũng đoạn như là hai cánh ở biên. Mặc dù đã tới trận đấu cuối cùng của vòng bảng, nhưng thầy Park cũng chưa thấy tìm được cái tên nào kết hợp hoàn hảo với Chiến để tạo ra được cặp song kiếm hợp bếch như là Tuấn Anh cùng Dũng trên tuyển. Ở trận trước, Thanh Sơn cầm bóng ổn, phân phối ở mức chấp nhận được, nhưng nó không thực sự ấn tượng. Cộng thêm thể hình có phần mỏng cơm khiến chúng ta không có cảm giác tuyến giữa hoạt động thực sự tốt. Không có người đủ tự tin và khả năng kết nối giữa hai tuyến khiến cho lối chơi của U23 Việt Nam không thanh thoát như đội tuyển. Tôi có cảm giác là Thái Quý sẽ được đá chính trong trận này. Ở trận trước, anh cũng được tung vào sân ở băng ghế dự bị, nhưng quãng thời gian quá ngắn không giúp Quý thể hiện được nhiều điều. Quang Hải, Hoàng Đức thay nhau đá hai cánh trên hàng công. Nhiều khả năng là Quang Hải sẽ không lùi về tổ chức bóng như hai trận trước, mà anh dạt ra cánh, đột phá và tìm cơ hội đến với khung thành của U23 Triều Tiên. Như trong thế trận hồi AFF Cup 2018, chúng ta cần bàn thắng trước Malaysia và các đồng đội nhồi bóng cho Hải để anh tự do phô diễn kỹ năng, tạo ra những điều bất ngờ. Và không ai chơi đầu tốt như Tiến Linh để kết hợp với những quả tạt chất lượng của Thanh Thịnh. Trong thế không còn đường lui, bản lĩnh của các chàng trai áo đỏ sẽ được thể hiện. Hơn hết, Triều Tiên nay đã hết ý chí chiến đấu, thậm chí trước giải họ còn không muốn tham dự. Trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sống hết mình, thi đấu cống hiến. Dù cho có nhận kết quả không mong đợi, chúng ta sẽ vẫn mãi là người thắng cuộc.